Top 10 nhân vật xứng đáng được gia nhập băng hải tặc Mũ Rơm. Trong thế giới hải tặc, đồng đội luôn là những người vô cùng quan trọng. Họ thì không khác gì những thành viên trong gia đình vậy. Chúng ta được thấy rất nhiều lần thông qua băng Mũ Rơm, như cách cả băng giúp Nami đánh bại Along, hay hổ báo hơn là đối đầu với cả chính phủ để giải cứu Robin. Tất nhiên thì cũng có băng Zít, băng Zát, có những băng đồng đội chỉ là anh em cây khế mà thôi. Như băng hải tặc Dâu Đen chẳng hạn, các thành viên của Teach nổi tiếng lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích, cho nên mình không tính tiền anh em ạ. Cho đến thời điểm hiện tại, băng hải tặc Mũ Rơm đã có tổng cộng 10 thành viên tinh tú nhất, nào là hoa tiêu, đầu bếp, kiếm sĩ hay bác sĩ, kiếm thức ăn dự trữ, vân vân. Anh em có thắc mắc một điều rằng, xuyên suốt hành trình tìm kiếm One Piece đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng với những người không phải thành viên trong băng? Liệu ai sẽ xứng đáng được gia nhập trong băng Mũ Rơm không nhở? Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với video Top 10 nhân vật xứng đáng được gia nhập băng hải tặc Mũ Rơm. Ấn nhẹ một like và một sub để cùng thuyền trưởng săm soi ra khơi thôi nào. 1. Bon Clay. Là một fan ruột của One Piece thì hẳn anh em không thể nào quên được Bon Clay, hay còn gọi là Mr. Chu. Tình bạn giữa Bon đối với các thành viên băng Mũ Rơm là vô cùng chân thành. Từ lần gặp mặt đầu tiên, Mr. Chu đã gây ấn tượng với tính cách vui vẻ, hòa đồng. Thậm chí thời điểm đó họ là kẻ thù của nhau. Anh không khác gì một diễn viên hài vậy. Đến đây anh em có liên tưởng đến Queen không nhở? Khi biết cả băng Mũ Rơm là kẻ thù thì anh phải chiến đấu với Sanji, nhưng cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Tuy Mr. Chu đã thua, nhưng cái cách anh ta thể hiện sau đó khiến nước mắt chúng ta tuôn rơi. Sau khi Crocodile bại trận, băng Mũ Rơm bị truy đuổi bởi hải quân. Bon đã giả dạng cu lù để đánh lạc hướng, cứu bạn và book ngay một vé vào nhà tù Impel Down. Không dừng lại ở đó, vào cái lúc Luffy đột nhập vào nhà ngục kiên cố bậc nhất này, Bon đã giúp đỡ thằng Main hết mình. Chi tiết làm mình cảm động nhất có lẽ là lúc Bon đã giả dạng Magellan mở cửa cho Luffy cùng đồng bọn tẩu thoát, còn mình ở lại hứng chịu mọi hậu quả. Nó không khác gì minh chứng cho tình bạn này là vĩnh cửu, có thể đánh đổi bằng cả mạng sống. Tuy vẫn chưa thể gặp lại nhau, nhưng có lẽ đối với các thành viên băng Mũ Rơm, đặc biệt là Luffy, thì Bon như một người bạn, một thành viên luôn sát cánh cùng cậu. 2. Yamato. Không ai khác ngoài Yamato xứng đáng vào băng Mũ Rơm hơn những nhân vật khác trong video ngày hôm nay. Thậm chí chúng ta đã từng nghĩ rằng Yamato chắc chắn phải là thành viên băng Mũ Rơm sau Arc Wano. Tuy nhiên, quá đam mê ý chí và tinh thần của Oden, cô đã quay xe vào những giây phút cuối cùng, quyết định có cho mình một hành trình riêng. Đó chính là ở lại Wano, có thể vì chưa yên tâm với sức mạnh hiện tại của Momo. Hơn nữa, đất nước đang trong giai đoạn mỏng manh nhất, vì thế cần phải có một người đủ sức mạnh để bảo vệ khi có kẻ địch gây hấn. Trong trận chiến ở Wano, để Luffy chiến thắng được Thầy Đô, thì Yamato đã góp công không nhỏ, từ cứu nguy cho cu não cao su đến việc tạo động lực cho cậu nhóc Momo, thậm chí đập luôn ông già mình câu giờ cho Luffy. Là một người có tâm hồn to tròn, lại có sức mạnh không hề tầm thường, có khi những Zoro hay Sanji còn phải chào thua ấy chứ. Không những thế, cô có những tính cách rất đặc biệt và khá giống với Luffy, chẳng hạn như thích phiêu lưu đây đó hay làm những chuyện mà chưa bao giờ làm. Đó là số ít trong vô vàn những lý do khiến cô có thể góp mặt trên tàu Thousand Sunny. Trong tương lai, Yamato là mảnh ghép vô cùng hoàn hảo. Nó không khác gì hổ mọc thêm cánh cho cả băng vậy. 3. Katakuri. Anh em nghĩ như thế nào về anh trai quốc dân Kata gia nhập băng Mũ Rơm nhở? Mình thì thấy cũng hợp lý đấy chứ. Tuy là phản diện chính trong Arc Đảo Bánh, nhưng mối quan hệ giữa anh với Luffy khá tốt, không căm phẫn tột độ như những đối thủ bình thường. Hai người chỉ sinh tử với nhau vì trách nhiệm của cả hai. Kata được đông đảo các chị em yêu thích bởi tinh thần trách nhiệm cùng với độ soái ca không ai có thể so bì được. Quan trọng hơn là độ fair play của anh chàng trong cuộc chiến đối với Mũ Rơm, phải gọi là cây ghế vì nó không phải bàn rồi. Hai người respect nhau như những người bạn thực thụ. Mà anh em cũng biết đấy, cu lù thì rất ít khi tôn trọng đối thủ của mình. Vì thế Kata phải nằm trong top 1% ngoại lệ đấy nhá. Mình vẫn nhớ như in đoạn đối thoại cuối cuộc chiến của hai người họ. Người sẽ quay trở lại đây để đánh bại Big Mom chứ? Tất nhiên rồi, bởi vì ta sẽ trở thành vua hải tặc. Trong thâm tâm của Kata, chắc hẳn cảm nhận được tinh thần mãnh liệt của cu lù. Nó chẳng khác nào Kata đặt hết kỳ vọng và tin tưởng vào Luffy vậy. Câu chuyện giờ đây dễ dàng hơn nhiều khi liên minh Big Kai bại trận. Việc Kata đứng về phe Luffy đã không còn vướng bận gì nữa. Nếu bị ràng buộc với những đứa em thì chí ít trong tương lai anh sẽ gia nhập đại hạm đội Mũ Rơm, góp phần không hề nhỏ trong cuộc chiến cuối cùng. 4. Law.
sau time skip, có thể nói Law đã ăn nằm trên tàu Thousand Sunny phần lớn thời gian. Nếu một người mới xem One Piece mà không xem đoạn đầu thì có lẽ tin rằng Law là một thành viên băng mũ rơm ấy chứ. Tuy chỉ là đồng minh nhưng mối quan hệ giữa anh Luật với Luffy cũng như các thành viên khác trong băng là rất khăng khít. Nó không khác gì những người đồng đội cùng sinh ra tử. Bản chất là một người điềm tĩnh và có phong độ ngầu lòi, nhưng một khi đã dính dáng tới Kulu thì từ phong độ cũng trở thành tấu hài, mua vui mà thôi. Được xếp hàng vào một trong 12 siêu tân tinh, cộng thêm việc cùng Kid bế mẹ lớn Big Mom khỏi cái ghế tứ hoàng thì sức mạnh của Law là không phải bàn cãi quá nhiều. Hơi buồn khi anh gặp phải khứa lông đen quá mạnh và mưu mô mà thôi. Đúng là rời xa thằng Main toàn thấy tương lai mịt mù, quá đen cho anh tôi mất thôi. Từ những niềm vui nỗi buồn có nhau, trải qua bao sóng gió thì Law xứng đáng là một đồng đội đáng tin cậy của cả băng. Chỉ tiếc là ngòi bút của bác Oda không cho phép điều đó xảy ra khi anh đã có băng hải tặc riêng cho mình. Nhưng giờ đây băng hất tan rã để tiếp tục thực hiện được ước mơ và nung nấu ý chí trả thù dâu đen. Biết đâu trong tương lai Law sẽ gia nhập băng mũ rơm nhở? Bởi anh thừa hiểu chỉ có về phe Kulu mới có cơ hội từ ước mơ trở thành sự thật được mà thôi. Anh em thấy nó có khả thi không nhở? Hãy để lại một ý kiến cho mình biết với nhá. Năm, Carrot. Là nhân vật xuất hiện xuyên suốt từ arc đảo bánh cho đến Wano, Carrot được đông đảo anh em fan One Piece hết mực yêu quý và kỳ vọng cô sẽ trở thành một thành viên chính thức trong băng. Tuy nhiên thì Oda say no, cô đã được Inu và Neko chọn làm người kế nhiệm lãnh đạo tộc Mink. Với trách nhiệm nặng nề ấy thì có lẽ Carrot gia nhập băng mũ rơm là một tỷ lệ vô cùng thấp, nếu không muốn nói là gần như không thể. Nhưng đã trải qua bao khó khăn và gian khổ trong những arc gần đây, cô học hỏi được vô số điều quý giá, đặc biệt là sau cái chết của Pedro ở arc đảo bánh. Và có lẽ các thành viên trong băng mũ rơm cũng cảm nhận được phần nào sự quyết tâm của cô. Từ mục tiêu ban đầu là giúp đỡ ân nhân, giờ đây có thể xem Carrot như một thành viên không chính thức của cả băng vậy. Trong tương lai, nếu có một lời xin gia nhập băng thì chắc hẳn Lù và các thành viên cũng đồng ý mà thôi. Vì sao ư? Vì đơn giản là cô rất xứng đáng với điều đó. 6. Marco. Anh đầu dứa, một biệt danh thân thuộc mà Kulu dành cho Marco, cựu đội trưởng đội 1 băng hải tặc dâu trắng. Marco từng sát cánh chiến đấu cùng với Luffy không chỉ một mà cho tới tận 2 lần. Đó toàn là những trận thay đổi lịch sử của thế giới. Đó là trận chiến thượng đỉnh Marineford hay liên minh lật đổ ông bà già Big Kai. Ở mỗi lần anh đều thể hiện sức mạnh một cách đầy ngoạn mục. Nếu ở trận chiến 2 năm trước không có anh đầu dứa thì có lẽ Luffy đã hẹo và One Piece đã đặt dấu chấm hết rồi. Sau khi chứng kiến Lù thể hiện ở Marineford, Marco đặt một niềm tin và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cậu nhóc mũ rơm. Ở Arc Wano, spotlight của anh không khác gì ngoài việc một lúc cân hai Okanban để sau này giành lại chiến trường cho Zoro và Sạn. Anh còn thể hiện tốt hơn nữa khi sử dụng ngọn lửa xanh của mình để hạn chế virus băng quỷ. Hiện tại, mục tiêu duy nhất của anh có lẽ là ở lại trông coi đảo Nhân Sư, quê hương của bố già dâu trắng. Nhưng với những gì anh đã thể hiện cho đến thời điểm hiện tại và sự tôn trọng của cả băng dành cho anh, có lẽ không ai xứng đáng hơn Marco trở thành thành viên băng hải tặc mũ rơm. 7. Boa Hancock. Nếu trên thế giới có một người sẵn sàng yêu thương và làm tất cả mọi điều vì Luffy, thì đó chắc chắn là nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, một beautiful girl chính hiệu. Một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, tâm hồn vô cùng trắng trẻo và khó có ai có thể đọ lại được. Boa có một quá khứ không mấy tốt đẹp khi chỉ là mua vui cho bọn quý tộc thế giới. Kulu thấu hiểu được hoàn cảnh của cô khi trước đó Kami cũng từng bị như vậy. Thậm chí nữ hoàng hải tặc còn bị tổn thương hơn gấp vạn lần. Chính vì có điểm chung là căm ghét bọn thiên long nhân kết hợp thêm cái tính ngây thơ vô số tội của Kulu mà Boa đã bị u mê vào lưới tình không lối thoát. Chứ anh em đừng có nghĩ cứ cái gì có giãn dài ra là Boa thích đâu đấy nhá. Hancock cũng đã giúp đỡ Luffy không ít lần, từ việc thâm nhập Impel Down cho đến việc chăm sóc cậu tận tình trong suốt 2 năm time skips. Giờ đây cô đã không còn là một thất vũ hải nữa, vì thế luôn bị thế lực khác dòm ngó. Gần đây nhất chính là khứa lông đen, đúng là tên này hot thật, đi đâu cũng thấy góp mặt anh em ạ. Với những điều đó thì Boa Hancock hoàn toàn có thể trở thành một thành viên băng mũ rơm nếu cô xin gia nhập. Các thành viên của băng mũ rơm chắc hẳn cũng đồng ý hai tay hai chân luôn bởi những gì cô đã giúp thuyền trưởng của mình. Hơn thế nữa, các thuyền viên của Luffy chắc chắn sẽ có sự đồng cảm với quá khứ khó phai ấy của Boa. Biết đâu một mối tình đẹp giữa nữ hoàng hải tặc xinh đẹp cùng với vua hải tặc tương lai xảy ra nhở? Thế thì anh ba của tôi chắc sướt mướt suốt ngày luôn ấy anh em ạ. 8. Bartolomeo. Trong thế giới One Piece, Luffy luôn luôn dẫn đầu bảng xếp hạng nhân vật được yêu thích nhất.
không chỉ được yêu thích bởi chúng ta mà ngay cả trong bộ truyện do chính Oda tạo ra có hẳn một băng hải tặc phát cuồng vì quá hâm mộ Lù. Và người cầm đầu không ai khác ngoài đầu màu gà Bartolomeo. Tuy là một gã giang hồ bố đời với thiên hạ, nhưng cái vẻ phản diện ấy của anh quay xe 180 độ khi đối diện với băng mũ rơm, điển hình như cái nháy mắt của Robin thôi cũng khiến Bato lộn hết cả lòng mề, tim anh suýt nữa ngừng đập cơ mà. Là một người sống có mục đích và hết lòng vì thần tượng, thậm chí hy sinh nếu thần tượng của mình được an toàn. Nó được thể hiện quá kỹ qua arc Dressrosa khi anh chiến đấu với Gladius. Chỉ cần được các thành viên trong băng hải tặc mũ rơm hiểu được tấm lòng thì anh mãn nguyện lắm rồi, dù cho thế giới ngoài kia có sống chết mặc bay đi chăng nữa. Sau arc Dressrosa, đầu màu gà được vinh dự là đội trưởng số 2 của hạm đội bố già mũ rơm. Vì thế, xác suất gia nhập băng của anh gần như là con số 0. Tuy nhiên thì với những gì mà Bato đã thể hiện thì mình tin cậu ta xứng đáng có được một vị trí trên tàu Sunny. Nếu đó là sự thật thì sẽ có thêm một cây hài trong băng chăng? Anh em cùng để lại một comment xem vai trò của Bato là gì nhá. 9. Momonosuke. Anh em có nghĩ rằng Kozuki Momonosuke xứng đáng có mặt trong danh sách ngày hôm nay không nhở? Ở Arc Wano, nếu trừ cái tật mê gái không ai bằng ra, thì Momo là một người thủ lĩnh đích thực, xứng danh là shotgun mới của đất nước Samurai. Tuy hay choảng nhau vì những điều vặt vãnh, nhưng cậu nhóc và Luffy như hai người bạn, đồng thời cũng như hai người đàn ông thực thụ. Không ít lần Kulu đã giúp Momo vực dậy ý chí và tinh thần mãnh liệt của mình. Thông qua Arc Wano, nhờ có thằng Main mà truyền nhân của tộc Kozuki mới thực sự trưởng thành. Từ đó góp một phần không hề nhỏ vào cuộc chiến chống lại tứ hoàng Kaivando. Nếu không vì trách nhiệm gánh vác đất nước Wano, có lẽ Momo đã chính thức lên tàu Sunny và trở thành đồng đội của Kulu rồi đấy anh em ạ. 10. Vegapunk. Cái tên Vegapunk được nhắc đến nhiều nhất kể từ khi Arc Egghead bắt đầu. Ông là một nhân tố Gen X vô cùng quan trọng trong việc tìm ra lịch sử thật của thế giới. Với một bộ não to cỡ XXL thì ông am hiểu gần như mọi thứ về tất cả các lĩnh vực, đến cả cây hài Queen hay thậm chí là Jude còn phải nể ông vài phần cơ mà. Cho đến thời điểm hiện tại, vị tiến sĩ thiên tài đang bị truy đuổi rất gắt gao đến từ hải quân. Nếu thế lực nào có được Vegapunk thì không khác gì sẽ là thách thức với chính phủ thế giới. Cho nên để bảo vệ ông, Luffy phải gồng cơ đít để chiến đấu. Vì thế khi kết thúc arc Egghead, không có điều gì tốt hơn việc tiến sĩ sẽ gia nhập băng mũ rơm. Nếu nó xảy ra thì băng mũ rơm có một trợ thủ vô cùng vững chắc. Ông sẽ giúp Franky cải tạo robot, chỉ bảo thêm chủ tịch về nhiều kiến thức y học mới hay cùng với Robin tìm hiểu về lịch sử. Đó, thấy đủ độ bá chưa nào? Khi đó đường đến kho báu One Piece chắc chắn sẽ không còn xa đối với Luffy nữa. Còn anh em nghĩ sao về ý tưởng này của chúng mình? Chứ riêng Art là kết lắm đấy nhá. Và rồi, trên đây là top 10 những nhân vật xứng đáng được gia nhập vào băng hải tặc mũ rơm. Anh em nếu thấy video hay và bổ ích thì đừng quên để lại một like để xăm soi tiếp tục ra những video chất lượng nhá. Bây giờ thì cùng đến với góc comment thôi nào. Đầu tiên là bình luận của bạn NDH007. Lo hiện tại đấu với Doflamingo thì ai sẽ thắng anh? Mình xin khẳng định luôn là bây giờ Lo chắc chắn sẽ thắng nhá. Ở Arc Wano, Lo kết hợp với Kid đang hạ bệ được Big Mom cơ mà. Tầm của Luffy cùng lắm chỉ ngang với mức chỉ huy số 1 hoặc số 2 của băng tứ hoàng mà thôi. Chỉ tiếc cho Lo là anh đụng độ phải tên dâu đen quá mạnh. Tuy nhiên anh Luật vẫn có thể gây ra cho hắn vết thương không hề nhỏ. Điều đó cũng chứng tỏ sức mạnh của anh là không hề tầm thường một chút nào. Bạn may mắn tiếp theo có cái tên Canh Bùi 7240. Anh ơi cho em hỏi, Rayleigh có mạnh hơn Akainu không ạ? Video nào em cũng like rồi, anh cho em lên TV với ạ. Đầu tiên mình cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ kênh mình nhé. Còn về câu hỏi thì xét về thời đỉnh cao, vua bóng tối cũng không thể nào mạnh bằng Thủy Sư Đô Đốc được đâu bạn nhé. Bây giờ Akainu phải ở tầm cái trình tứ hoàng rồi, có khi còn nhỉnh hơn nữa ấy chứ. Nhưng mà không vì thế mà đánh giá thấp thầy của Kulu đâu nhá. Rayleigh ít nhất cũng phải hơn hẳn Đô Đốc và tiệm cận của một tứ hoàng. Bạn cuối cùng trong ngày hôm nay có cái tên, à mà thôi, mình xin lỗi bạn nhá, nhưng mà mình cũng chưa dịch nổi luôn. Anh đẹp trai ơi, cho em lên TV với ạ. Đấy, cứ mấy bạn như này mình cho lên TV suốt đấy chứ. Cảm ơn bạn và tất cả các thuyền viên đã luôn luôn ủng hộ mình nhá. Đó là những bạn may mắn nhất được mình lựa chọn ngày hôm nay. Bây giờ thì hẹn gặp lại tất cả toàn thể anh em trong những video sắp tới nhé. Bye bye!